Con mẹ ơi, chuyện gì vậy hả Chris? Anh Liz lấy đồ chơi của con. Con lấy đồ chơi của anh à? Alice cần phòng của em ấy. Hãy tìm một căn phòng. Ok. Yay. Đi thôi. Wow, đó là một căn phòng đẹp cho Alice. Dạ. Nhưng chúng ta cần đồ nội thất. Xin chào, chúng tôi cần một cái giường, kệ, một cái đèn, một cái bàn và một tấm thảm, làm ơn. Ok. Giao hàng tận nơi. Chúng ta hãy lấy nó. Mẹ cần giúp đỡ. Đúng vậy. Xin chào, bạn của tôi. Xin vui lòng giúp chúng tôi. Xin chào. Vui lòng giúp tôi. Ok, đi thôi. Thứ này. Chúng ta cần đồ chơi mới. Còn món đồ chơi này thì sao? Đây là dành cho Alice. Tôi thích váy. Ok. Chúng ta cần mua vài cuốn sách cho Alice. Dạ. Chào. Đây là những con búp bê cho Alice. Và sách cho Alice. Nhìn kìa Alice, đây là phòng của con. Đây là váy của con. Đây là giường của con, cho một công chúa thật sự. Con có thích đồ chơi này không? Mẹ cũng vậy. Xanh dương, xanh lá, màu cam và màu vàng. Cảm ơn Kristen vì đã giúp Alice tạo ra căn phòng của em ấy. Không có gì. Làm việc theo nhóm luôn là một ý tưởng hay. Mẹ ơi, mở cửa ra. Hả? Không ai ở đây. Mẹ ơi, ông lấy cái bút của con. Ông? Chúng ta cần phải tiết kiệm mật ong. Dạ. Được rồi. Hả? Hả?
ông đâu rồi hả? Mình hy vọng chúng bay đi. Này bạn, dừng, ta sẽ bắt ngươi. À, chờ. Nói cho tôi biết, bạn đang làm gì trong nhà tôi? Chúng tôi cần một ngôi nhà mới. Những con ong của chúng ta cần giúp đỡ. Chúng cần một ngôi nhà mới. Xin chào, chúng ta cần một ngôi nhà cho ong. Cảm ơn. Oh, đẹp. Tổ ong của chúng tôi đã sẵn sàng. Chào ong. Chào mừng bạn vào nha. Ngôi nhà này quá nhỏ đối với chúng. Ồ, tôi có một ý tưởng tốt hơn. Thắt dây an toàn. Chào mừng bạn đến với trang trại của tôi. Xin chào, đây là những con ong của chúng tôi. Đó là một ngôi nhà mới cho bạn. Màu xanh là dành cho bạn. Màu tím dành cho bạn. Và màu hồng dành cho bạn. Cảm ơn rất nhiều. Một ngôi nhà mới, tạm biệt. Ồ, tạm biệt. Chris, chúng ta đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Họ quên con của họ. Oh.